Paulo Dybala. Như vậy là bóng đã được đưa vào trong sau pha tạt bóng vừa rồi. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Harry Kane. Anh ấy tung ra một cú sút hay, bóng đi trúng cột dọc, tiếc quá. Đó là tình huống phản công, một tình huống dứt điểm. Một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Cơ hội đã xuất hiện, một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Một tình huống phản góc, một cơ hội để họ tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Adrian Rabiot. Một bàn thắng tuyệt vời. Cơ hội để tung ra cú sút. Cơ hội đã trôi qua với pha cản phá vừa rồi của thủ môn. Adrian Rabiot đã đổ súng, phát ghi bàn đẳng cấp. Anh ấy đã thi đấu thiếu tập trung. Đó chính xác là một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Một cú sút. Bàn thắng rút ngắn cách biệt. Đội bóng ấy đang nỗ lực trở lại. Cơ hội đến rất gần. Một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Cơ hội đã. Paulo Dybala đã nổ súng, phát ghi bàn đẳng cấp. Đó là cú sút. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Cơ hội đã xuất hiện, một cú Paulo Dybala, pha ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Góc sút đã mở ra cơ hội đến. Đó là pha cản phá xuất. Các cầu thủ đang chuẩn bị thực hiện tình huống phạt góc.